Khi một con muỗi đậu lên da bạn, nó đâm một bộ 6 ống kim vào bên trong. Thế nhưng, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được là muỗi đang chích mình. Vì sao vậy? Một trong số 6 cái kim mà nó chích vào sẽ giữ nhiệm vụ tiêm nước bọt. Nước bọt của muỗi khiến cho máu của bạn không bị đông lại, giúp cho con muỗi gian ác uống máu thoải mái. Thứ nước bọt ấy còn làm cho da của bạn bị tê, dẫn đến việc bạn không cảm thấy gì cả.